Câu 87 xin chào anh em buổi sáng nhá. Báo cá là cần thủ nhất nhá. Em này chắc tầm 10 cân rồi. 10 cân, 10 cân. Ngon luôn. Vào đâu ấy? Vào bụng, vào bụng. Bụng vô vào. Nó còn đè nữa này. Cái gì? Cái phao. Cánh phao gãy mẹ rồi. Rồi tí thay, cũng được con cá 10 cân lo gì cánh phao 10.000. Nó bảo cho nước thì đéo giờ bị cánh phao. Đây anh em nhá. Báo cáo anh em là sáng thứ hai này cá ăn một chỗ rất nhiều anh em nhá. Báo cáo anh em là hiện tại trên hồ chỉ có 10 cân, tầm 10 cân thôi. Chỗ đang rất nhiều. Ôi gì thích lầy thì chết bẽ con cá đi. Con này không to của con hôm qua. Bằng ra là con này chỉ tầm 9 cân thôi. 8, 9 là cùng. Rồi bà nói cá bé đi chứ nói cá to thôi. Cái dài bé quá. Thằng gì thằng ấy nó vừa lấy cá lấy dai về xong vừa thả cá trên kia lấy dai về tùng. Nó mang vợt mang dai cho em nữa. Anh em ơi còn rất còn nhiều chỗ em nhé. Tính là từ hôm qua đến hôm nay là cái ổ này lên con này là con thứ mấy chứ? Thứ tư. Cái ổ này từ hôm qua hôm nay lên 4 con, hôm qua lên 3 con. Hôm nay sáng nay lên con nữa là 4. Nó đi bẻ giờ sợ nhất nó gãy mẹ trong ngậm này đéo rút được dài này. Nó gãy là ngậm thầy khó khăn. Đấy, nó gãy ngậm đấy. Vẫn cách rút là được. Rồi xin chào anh em nhá. Rút được cứt cái phào đấy. Không. Anh bảo rút kiểu gì? Mẹ rút mất thời gian.